Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Đúng rồi, mỗi người ngậm một cây để hai cho bóng nhỏ. Vậy cái hả? Ngậm mấy cắn? Cắn mà răng thì mới được. Răng. Ngậm xong răng nha. Mỗi lượt ngậm xong thay cái bay đâu mày đúng không? Em thay cây mới mà. Thay cây mới, vừa chơi là cây mới hết. Nó đau quá em ơi, nó mỏi quá. Thôi cắm mặt ra, nó nhìn nó không đẹp đâu Tâm. Còn nó không có giữ được. Không được, không giữ được. Nó là đau lắm. Giữ bằng cỏ rồi. Em nói là bỏ luôn, bỏ thì tất cả mình khác được không? Mới rốt mà. À vậy nè. Cắm vậy đó. Hôm nay làm sao chị ới được tay đằng sau được? Chị ới tay thôi chị Tâm. Rồi không là tự ngồi tự đi thoải này là sao luôn, mỗi người sẽ tự đi. Mỗi người tự đi sẽ như vậy nè, rồi bước qua. Anh nhận ra anh hỏi lắm, kẹp cổ đi. Kẹp cổ thì hỏi. Ừ, kẹp cổ đi, chứ không nhẹ nhàng. Được. Kẹp cổ nó lòi cái nọng của anh ra. Kẹp cổ thì nó sẽ rớt. Nó lòi cái nọng của anh ra. Rớt nọng á. Phải có những xạ thủ, hay là những xạ tiễn đó thì chơi cái này mới quả mai là chơi được thôi. Mà anh, cái nữa mình hỗ trợ vòng sau á, mình thử đi, mình nhắm qua không trúng, mình nhắm mắt lại luôn thử coi, biết đâu nó sẽ hiệu quả hơn là khi mình nhắm. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình.